Xin sư chia sẻ thêm về ý ý nghĩa về hai pháp nâng đỡ thế gian tàm và quý uhm, thế gian này đó được nâng đỡ là do chúng sanh làm những cái thiện nghiệp nhiều và ít đi những cái ác nghiệp khi mà chúng sanh tạo nhiều cái ác nghiệp đó thì thế giới sẽ đi đến cái chỗ diệt vong và cái ác nghiệp nó càng nhiều thì chúng sanh càng lúc càng không biết xấu hổ à, quý vị không thể tưởng tượng được một cái thời kỳ mà người ta không biết nói dối quý vị không tưởng tượng được một cái thời kỳ mà khi người nghèo á họ ăn trộm bị bắt thì người ta cho tiền đó rồi đuổi đi và nhắc là lần sau đừng có ăn trộm nữa quý vị không tưởng tượng nổi đâu rồi có một thời kỳ mà người ta không nghĩ đến cái chuyện là đi lại với vợ người khác Ờ, rồi có một thời kỳ mà người ta không biết đến hai chữ loạn luân à, nhưng mà chúng sanh sống bất thiện cho nên là càng lúc những cái thứ đó nó càng xuất hiện một cách dày đặc và từng có một cái quốc gia ở châu âu đưa ra một cái đề nghị là loạn luân là À, không có à, sẽ không bị xử phạt, không bị truy tố trách nhiệm hình sự với điều kiện là đối tượng à, sử dụng những cái biện pháp an toàn để à, không có à, đem không có mang thai ngoài ý muốn. À, thì xã hội bây giờ phát triển đến mức độ đó rồi đó quý vị. Trong kinh Đức Phật nói đó khi người ta còn có tàm quý, thứ nhất người ta biết ghê sợ tội lỗi và biết hổ thẹn với tội lỗi khi làm một cái tội lỗi nào đó họ sẽ làm một cách kín đáo trong trường hợp mà họ phạm lỗi đó họ sẽ làm một cách kín đáo chứ không có công khai mà khi tạm quý nó mất đi đó người ta sẽ làm lỗi một cách công khai và người ta không thấy hổ thẹn từng có một thời gian uh, xin nói nam nữ thì người ta chỉ thể hiện cái tình cảm với nhau trong cái chỗ kính khuất nhưng mà càng lúc thì người ta càng công khai nó như vậy đó cho đến những cái chuyện mà nó kinh khủng hơn thì người ta vẫn thay vì lúc trước là nó kính khuất bây giờ người ta lại công khai để, để cho quý vị thấy là tàn quý nó càng lúc nó càng băng hoại thì sẽ dẫn đến thế gian càng lúc càng băng hoại rồi trong kinh có nói rằng ấy, khi mà còn có tạm quý thì người ta còn có suy nghĩ, còn biết được Đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, đây là chồng của chị, đây là vợ của em à, Nhưng mà khi không còn có tạm quý nữa thì người ta sẽ không biết được rằng, người ta sẽ không nghĩ đến rằng Đây là cha tôi, đây là mẹ tôi đây là chồng của chị đây là vợ của em từ đó dẫn đến những chuyện cha mẹ con cái chém giết nhau đấu tố nhau vì lợi ích rồi anh em với nhau xung đột nhau chém giết nhau đấu tố nhau vì lợi ích rồi cho đến những chuyện kinh khủng hơn như là loạn luân hoặc là đi lại với vợ người khác cho nên khi mà những cái pháp bất thiện nó càng lúc càng nhiều đức thế tôn nói là đến à, trong cái thời cuối cùng người ta sẽ không còn biết được đây là mẹ của mình đây là cha của mình và khi đó chúng sanh đi đến cái hồi kết À, lúc bây giờ nó sẽ có một trong ba cái nạn sẽ xuất hiện để mà chấm dứt cái để để mà mình tạm gọi là thanh tẩy. ha Đó là gì? Một là chiến tranh. Khi mà ở đó chúng sanh cái cái nghiệp sân của Hòa Mạnh đó, sẽ có chiến tranh chúng sanh sẽ chăm đánh giết nhau không cần biết đây là mẹ của tôi hay là cha của tôi rồi cái thứ hai là cái nạn dịch bệnh dịch bệnh nó sẽ xuất hiện nó sẽ càng quét sạch cái loài người chỉ còn một số ít người còn sống thôi cái thứ ba là cái nạn đói sẽ xuất hiện nó cũng sẽ càng quét gần hết loài người à, khi những cái người còn lại đó còn sống sót lại sau tai nạn đó, do người chết quá nhiều rồi họ mới nắm tay nhau quyết định từ bây giờ mình sẽ không có sát sanh giữ giới không sát sanh rồi từ đó bắt đầu có tạm quý đó biết hổ thẹn tội lỗi biết ghê sợ tội lỗi từ đó họ biết giữ giới bớt đi những cái ác nghiệp và làm nhiều những cái thiện nghiệp hơn thì khi đó tuổi thọ loài người nó dần lên cao và thế gian nó nó càng lúc càng tốt đẹp hơn mà cái thuật ngữ chuyên môn gọi là cái kiếp tăng kiếp tăng tức là cái kiếp mà cái thiện pháp càng lúc càng tăng trưởng à, chính bởi vì như vậy đó tàm úy là hai pháp nâng đỡ thế gian